kiếp này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì sáng hôm nay là ngày 13 tây tháng 3 năm 2023, hình như đây là kỳ giảng 85 hay là 86 gì đó về cái khóa hư lục. Cái ly từ đâu rồi ta, cái ly đâu chưa. Và rồi sáng nay nó cũng lu bu, thành ra một hồi cái nó trễ cái giờ một chút, cho nên như vậy mà thôi. Thì nhớ tới đâu nói tới đó. Thì tôi nhớ là cái đề tài tôi đang giảng đó là cái về cái sám hối về cái nghiệp của thân. Bởi vì cái thân nghiệp nó phàm, có cái thân nghiệp cho nên nó mới có cái muôn vàng cái đau khổ. Mà trong sáu cái nghiệp gồm có sáu cái căn, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là hai cái căn nó vô cùng quan trọng. Mà con người mà phàm bỏ được, đừng có quá chấp chặt, đừng có quá đam mê cái ngã pháp á. Thế nó khác là cái thân này á. Thì con người tu hành nó rất là nhẹ nhàng. Cho nên tôi nói với đại chúng, sáng nay tôi ngồi tôi tư duy á, tôi suy nghĩ á. Chúng ta làm sao mà tu hành á, chúng ta được cái thân nó an hơn cái tâm á, thì chúng ta có phước nhiều hơn. Nhiều khi chúng ta ở cái cảnh giàu sang phú quý, chúng ta ở trong nhung im lụa ấm, ở trong cái cảnh tiền bạc dư giả, nhưng mà tâm chúng ta không có an á, thì coi chừng chúng ta không có hạnh phúc. Cho nên nhiều khi tại sao mà người xưa họ luôn lúc nào họ cũng đề cao cái gọi là ăn bằng và thủ đạo. Đời của tôi ngày xưa tôi cũng từng trải qua, tôi cũng ham ở những ngôi chùa đẹp, ở những ngôi chùa lớn, ở những ngôi chùa giàu, để tôi được hãnh diện, tôi được tự hào với bạn bè, với làng nước, với bà con rằng là tôi ở chùa lớn. Ví dụ ngày xưa tôi về Sài Gòn, thì nếu mà những người bạn với tôi hay là những người thầy tu ở quê, hay là những người bạn thân, những người Phật tử, nói là ông cái chú đó hay là ông thầy đó, ông ở cái chùa lớn ở Sài Gòn, ở chùa này, chùa kia, chùa nọ đó, thì mình nghe mình tự hào, phải không? Còn nếu như ai đó nói, ôi cái chú đó chú vô cái ao, cái cốc, cái thung, cái lũng nào, cái xó nào đó chú ở, hay là ông thầy đó ở trong cái hốc bà tó nào đó đó, thì tự nhiên mình thấy như nó có một cái gì đó nó chạm cái tự ái mình rất là lớn. Bởi vậy cho nên tôi mới bị lầm. Mình chạy theo thế gian mình bị lầm đủ thứ lầm á. Mà mình lầm á thì mình gọi là lầm lạc si mê, cho nên mới gọi là tù trong lục đạo. Thật ra cái chùa nhỏ, chùa lớn gì cũng là cái chỗ ở mà thôi. Mà chỗ ở của một con người á, thì các vị nghĩ coi đó, dầu cho rộng bao nhiêu đi chăng nữa thì đêm nằm cũng đâu có tới 2 mét. Dầu giàu có cỡ nào đi nữa thì ăn cũng đâu có tới 2 lít gạo. Mà xưa ta quan niệm là 2 lít gạo luôn nha. Ngày nay ví dụ cỡ của tôi mà ăn lo gạo cái là bị quở rồi đó. Quở đó thôi, ăn chất bột dù nó mập. Nhưng mà ngày xưa thì tại vì ta làm nặng không có gì ăn, cho nên đó là ăn 2 lít gạo trong một ngày, người nào làm mạnh lắm. Chứ còn kiểu như là thánh giống hay là tiết nhân quý, ngày xưa ăn là cả lu gạo. Nhưng mà xưa là ăn 2 lít gạo trong một ngày là lại. Thành ra cho nên mình giàu có, giàu chứ thế gì đi chăng nữa, nhưng mà rồi ngày ăn cũng không tới 2 lon. Nó sẽ theo
cái xã hội hiện tại ngày nay. Thật ra các vị để ý đó, khi mà chúng ta không có nhìn, không có soi rọi lại cái đời sống của chính mình đó, thì chúng ta hay chạy theo những cái hư danh. Ta gọi đó là những cái hư danh. Mà chạy theo những cái hư danh đó, cho nên chúng ta cứ mãi cái khổ nó đeo sầu mình. Rồi chúng ta phải làm sao, phải hơn thua, phải làm cái này cái khác để cho nó đáp ứng được cái hư danh đó. Vì vậy mà chúng ta khổ triền miên. Nội bảo hữu cho cái thân này á, nó đã khổ bao nhiêu thứ rồi. Cái ly uống trà nó thành ra tôi nói đại chúng vậy đó. Bởi vì sao cái bài nói về thân này tôi nói hoài mà không hết, mà dầu giờ không có tài liệu á, dầu không có tài liệu đi nữa mà cũng có cái để nói. Tôi nói là như vậy. Các vị biết, thí dụ như một cái người già, ta suy nghĩ á, nếu như một khi mà bệnh chết, giá như mà đừng có yêu kiều cái thân này á, thì một khi chết ra đi nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà vì yêu kiều cái thân này, cho nên khi mà con người gần chết nó đau xiết, thậm chí có những cái người đã tách rời giữa thân và tâm đi rồi, nó đã an lành rồi, nhưng mà khi trở lại, khi giống như là cái duyên, cái phước nó chưa cái nghiệp nó chưa hết á, khi mà trở lại á, giống như cái chưa tới số đi, khi trở lại đó, nhập vào cái thân bắt đầu nó đau lắm. Thì giờ quý vị hỏi chứ thầy có bị ấy chưa, chứ mà bây giờ mình nói thôi, giấc ngủ sai của mình á. Khi mình ngủ say mê, mình mộng mị á, thì không thấy nó đau. Ví dụ như có những lúc mà tôi đau nhức quá, tôi uống thuốc vô mà cái thuốc nó làm cho mình giảm đau và cho mình nhẹ về cái mặt tinh thần á, thì mình ngủ say, mình ngủ mê, thì không thấy nó đau. Nhưng mà khi mình vừa tỉnh giấc thôi, thì các vị thấy bắt đầu nó đau, nó nhức trở lại. Có thể nó nhẹ hơn hoặc có thể nó nặng hơn. Như vậy thì cái sự đau ở đây á, là một khi nó có sự một quyến luyến rất là mạnh. Nó quyến luyến về cái thân rất là mạnh. Mà bây giờ xét cho cùng, suy cho tận á, sở dĩ chúng ta tu là để chúng ta làm sao quán chiếu thấy cho được cái ngũ uẩn thân. Mà gọi là thấy được ngũ uẩn dây không thì độ cho thế khổ ảnh. Thấy được ngũ uẩn kia không thì độ cho thế khổ ảnh. Nhưng ngặt nỗi mình cứ thấy cái gì nó cũng có, cái gì nó cũng thiệt hết trơn á. Mình chấp từng cái chuyện nhỏ nhặt cho tới cái chuyện lớn lao. Thì thưa hỏi đại chúng, sao mà mình vượt qua cái khổ ảnh được đây? Đây là cái điều mà chúng ta muốn nói. Cho nên tụng kinh là dễ, đọc kinh là dễ, học kinh là dễ, nhưng mà ứng dụng để làm theo cái lời kinh Phật dạy thì thật sự ra nó không có dễ dàng chút nào hết rồi. Mà nó không dễ dàng là tại vì mình không dễ, chứ không phải là kinh không dễ làm. Là Phật nói là rất thiết thực, là Phật nói là rất là đơn thuần, nhưng mà tại vì mình không có cố gắng thực hành được. Bởi vì mình nhiều đời nhiều kiếp mình đã cấy sâu nhiều cái chủng tử, nhiều cái độc tố, nhiều cái ham hố, nhiều cái lưu luyến quá đi. Cho nên khi đụng chuyện mình mới thấy rằng mình khó là khó như vậy. Đáng lý ra thì bữa nay tôi sẽ giảng tiếp về việc tổ sư tử, rất là hay về cái sự đối thoại. Nhưng mà rất tiếc khi tôi bận công việc, tôi dòm lại trễ giờ,
mà bây giờ trở lên lên tới đó mà mở cái máy rồi tiếp tục rồi chờ cho nó kích hoạt, chờ cho nó mở ra thì nó trễ giờ hơn nữa, cho nên buộc lòng tôi phải lấy cái điện thoại tôi ngồi dưới này tôi chia sẻ với đại chúng. Thôi thì mình học từ từ và nhắc đi nhắc lại từng bước vậy, chứ không có chuyện gì mà mình phải gấp rút phải vội vã hết. Nó quan trọng là cái người nói á, nó có cái chân lý hay không, cái người nghe đó có cảm nhận được cái chân lý hay không. Có gì thấy đúng không? Cái quan trọng của người nói, người ta nói cái gì, nói như thế nào, và cái người nghe đó nó có cảm nhận được cái chân lý đó hay không. Còn nếu như người nói mà nói cô đồng cô cậu, nói kiểu bắt hoàng bắt xế, nói kiểu mà coi như là mê tín dị đoan huyễn hoặc hoang đường, thì cái tần số mà người nghe cũng phải là cô đồng cô cậu mê tín dị đoan huyễn hoặc hoang đường. Mà cái sau gần nay thì các vị thấy cái gì mà người ta nói mà nói kiểu huyễn hoặc hoang đường á, nói kiểu mà rờ không tới, nắm không được á, thì nhiều người ở xã hội thì họ chịu nghe lắm. Tôi rất tiếc là sáng nay có một vị thầy cũng để thêm cái máy TikTok gì đó để cho tôi nói, cho nên tôi thấy các vị hỏi rất nhiều, nhưng mà vì có những cái tôi không có trả lời được. Thứ nhất là con mắt tôi nó yếu, may là tôi mới vừa đem cái kiến. Thứ hai là vì cái buổi giảng chánh á, thì lại tôi giảng ở trên Facebook, cho nên tôi không có trả lời được hết, quý vị thông cảm. Ở đây thì tôi thấy có một vị hỏi là hồi ở Việt Nam thầy có ở chung với sư Giác Khang không? Dạ thưa, ở chung thì không có, nhưng mà cùng tỉnh với hòa thượng Giác Khang. Và rất là biết không phải là biết gì vậy, cũng như là biết cái sự tu tập của hòa thượng rất là nghiêm mật, và biết được cái hoàn cảnh cũng như cái tịnh xá cái nơi của hòa thượng. Tại vì ngày xưa tôi xuất thân đi tu thì được thầy muốn sư tôi là người Trà Vinh, và tôi xuất gia ở tại Trà Cú ở Bắc Trang, rồi được những năm mà hay lên tới lui tại thì hồi đó gọi là thị xã Trà Vinh. Rồi tôi thân ngày xưa thì thân với sư Giác Vĩnh, thân với sư Vĩnh hơn là sư Khang. Bởi vì sư Khang thì dạ có ai trong này biết là chào thầy Thích Thiện Tài, dạ tôi xin chào quý vị hết. Không ngờ là tôi lại có duyên ở bên cái trang TikTok của thầy ở chung với tôi đây. Thôi thì để tránh cho nó họ không có cái chuyện mà làm động lòng đại chúng, thì nếu ai có duyên thì các vị cứ nghe. Cái gì nó phải có nhân duyên à, thầy trò huynh đệ quyến thuộc nó đều phải có nhân duyên. Cho nên thật sự giáo lý, cái giáo lý tột cùng của đạo Phật là giáo lý nhân duyên hay là duyên khởi. Còn chân lý tột cùng của đạo Phật là nhân quả, các vị nhớ không? Thôi các vị trên mạng, trên Facebook cũng quan hệ cho tôi đi, bữa nay giống như là buổi cũng vừa giảng mà vừa để chào số đại chúng tới cái trang mà quý vị làm đấy. Chứ còn như tôi nói trước sau là tôi không có biết gì thời đại mới hết á. Dạ chào hết quý vị nha. Dạ tôi mong được đón nhận cái tấm lòng quý mến của quý vị. Dù rằng thì tôi không phải là đón nhận tấm lòng quý mến để tôi cầu lợi cầu danh gì hết trơn á, nhưng mà tôi mong rằng những gì tôi chia sẻ được các vị vui là niềm vui của tôi rồi. Thật sự 33 năm tôi được cạo mái tóc này mà tôi chưa dám nghĩ rằng là mình đã làm được việc gì cho đạo hết á. Mà thậm chí có những cái tệ hoặc, nhưng mà ngày thì nó mỏi mòn, cho nên thì cố gắng coi như là
cái mục đích của tôi giờ này là làm sao mình thấy được mình đang nghĩ cái gì, thấy cái mình đang nghĩ cái gì, đang muốn cái gì, đang cầu cái gì, đang mong cái gì, đang đợi cái gì, thấy cái tâm mình hàng ngày như vậy nó sân hận nhiều hay là nó an lạc nhiều, thấy tâm mình nó đang phóng túng đi đâu hay là nó bảo thủ ích kỷ. Tôi luôn luôn tôi nhìn lại, mỗi lần mà tôi thấy cái tâm tôi nó ích kỷ, nó đê tiện cái tôi thương tôi, còn thấy cái tâm tôi nó an lạc, nó hạnh phúc quá tôi không cần thương nó nữa. Bởi vì nó tự làm cho nó có an lạc hạnh phúc. Còn một khi mà mình thấy mình đê tiện, mình ích kỷ, mình thị phi nhân ngã, mình ghét nhơ, mình ganh hiền, ghét ngõ, rồi cái tự nhiên mình thương mình. Còn mỗi khi tôi được an lạc là tôi không có cần thương tôi nữa. Thì chắc các vị cũng vậy thôi. Như vậy thì thôi tôi hứa hẹn với các vị là kỳ tới tôi sẽ nói tiếp về cái vấn đề tổ sư tử. Tổ sư tử bị vua Kế Tân chặt đầu. Sau khi chặt đầu rồi thì cái máu của tổ sư tử không phải là máu đỏ như chúng ta thường đâu, mà nó phun lên một cái dòng gọi là máu trắng xối dâng lên, dâng ngút lên cao, nó tỏa thành hoa. Thì cái này thì nghe qua nó giống như huyễn hoặc quang đường, nhưng mà nếu nói rằng huyễn hoặc quang đường thì tại sao tổ sư tử là một vị tổ đời thứ 23 của tổ sư, từ tổ Ca Diếp thứ nhất cho tới tổ Huệ Năng thứ 33. Thì nếu ai dám nói là huyễn hoặc quang đường thì khác nào mình coi thường tổ sư mà tổ được công nhận, chứ không phải mà tổ mà ai tu hành chết thành tổ. Tổ sư tử là tổ được công nhận, được truyền thừa từ thời tổ sư Ca Diếp số 1, tổ thứ nhất, cho tới tổ Bồ Đạt Ma thứ 28 và cho tới tổ Huệ Năng thứ 33. Nhưng mà ý cái dòng sữa trắng đó, hay là nó là máu trắng đó là cái gì? Ví dụ như tới thời tổ Huệ Khả, nó vì cầu đạo mà tổ chặt cánh tay. Thì như tôi cũng thường nói là đừng nghĩ rằng tổ chặt cánh tay, cái tay thiệt, chặt cánh tay trái thiệt, mà ý nói là cái tay là nó sự bảo thủ, nó sự coi như là ích kỷ, nắm chặt. Mà thật sự con người bảo thủ và bảo thủ những cái sai lầm á, nó làm đổ vỡ, làm đau khổ cho mình, cho người, cho nên nó dí như cái tay hựa, tay tả. Tay tả là tay trái rồi đó. Cho nên nhiều khi người ta đọc kinh á, mình phải hiểu cái lý. Hiểu cái lý rồi mình vận dụng, chứ không phải hiểu lý không nữa nha. Có nhiều người là thao thao bất tuyệt về cái lý. Ngày hôm qua tình cờ tôi cũng ở không, nói ở không thì cũng phải ở không chi. Có nghĩa là trong cái thời gian mà tôi đi làm rồi cái người bệnh đó họ nằm họ ngủ, mình ở không. Họ thích thì mình phải làm phục vụ cho họ. Họ uống thuốc xong họ ngủ không, lướt Facebook thấy mấy thầy ở San Jose tổ chức khóa tu, có mấy thầy nhỏ là giảng siêu đẳng lắm, rồi mấy thầy nhỏ giờ giảng đem cái tài năng ra giảng thao thao bất tuyệt. Tôi nghe tôi khâm phục, nên đúng ra hậu lai khả quý. Mấy đồng thời mấy thầy cũng giảng, mình cũng giảng, mà mấy thầy giảng là tu hành có cần chùa to Phật bự không, Phật tử tu hành là cần cái gì? Cái Phật tử nói tu giảng thứ không à, cái nói vậy tu hành cần cái gì, có phải tu hành cần cái sự giải thoát giác ngộ không? Có Phật tử vỗ tay quá trời, tự vỗ tay quá trời. Cái rồi ông thầy ông nói đã dòng dòng hỏi các Phật tử tu phải buông bỏ nghe, phải bố thí cúng dường để cho thay chùa, để cho hậu thế đồ, để nuôi tăng đồ. Cái họ tự rồi lúc đầu nói hay lắm, tôi rồi đây là lý nói chứ không phải là thật. Cái tâm nói tu hành biểu người ta bỏ.
mà bây giờ biểu ta cúng dường cho nhiều để xây chùa nuôi tăng để cho tiền đồ Phật pháp. Cho nên thì tôi nói các vị biết coi chừng, nghe coi chừng một hồi là lý nói chứ không phải là tâm nói. Cho nên nhiều thầy học rất giỏi, nói thao thao bất tuyệt, nhưng mà cái vận dụng vào cuộc sống thực tế nó mù mờ lắm. Ví dụ như có nhiều thầy dạy cho Phật tử có hiếu với cha mẹ, nhưng mà bản thân ổng á coi như là nói chuyện với cha mẹ nạt nộ, nạt. Nhiều khi tôi cũng vậy nữa, tôi cũng có lỗi nữa. Nhiều khi mình đang có khách hay gì đó, cái rồi mà bà thân tôi thì thấy tôi bệnh hay bệnh bà lo, bà lo rồi bây giờ cái thời đại công nghệ vậy nè, cái lâu lâu cái bà nhớ cái bà không biết là nghe ông thầy con mình bệnh mà không biết hết chưa, cái bà điện vào thăm, cái nhiều khi tôi cũng nổi quạo đó. Tôi nói bệnh thì thôi, trước sau thì cũng chết, có gì đâu mà bà thân gọi hoài. Rồi sau đó cái tôi ngồi tôi ăn năn lại, tôi nói người mẹ nào không thương con. Nhiều khi người mẹ thì lo cho con vậy, cái tự nhiên tôi suy nghĩ là tôi ăn năn chính mình, tại sao mình phải nói những câu làm cho mẹ mình đau lòng như vậy. Thế rồi sau thì tôi bắt đầu tôi thay đổi cái lời, một lần như vậy tôi thay đổi cái cách nói. Cho nên các vị thấy, cho nên nhiều vị thầy dạy cho Phật tử có hiếu, nhưng mà bản thân vị đó lại xem thường cha mẹ. Thì các vị nghĩ, vì lẽ đó mà tôi suy nghĩ rằng mình nói được là mình phải thực tập được, nó mới có giá trị thực tế trong cuộc sống. Mình nói được mà mình không thực tập được, mình không làm được thì nó không có giá trị gì trong cuộc sống của chính mình, và không thể đem lại cái sự an lạc gì cho người hết đó. Giống như các huynh đệ thấy thời gian gần đây tôi nói được thì tôi cố gắng tôi thực tập, rồi nó có những cái thử thách cỡ nào tôi cũng thực tập, tôi ráng tôi vượt qua. Ví dụ như hôm rồi tôi thấy là tôi đi làm một tháng được 2,000 thì tôi chi ra 1,000 tôi làm phước. Rồi cái đùng một cái giờ tháng chỉ còn có 1,100, 1,200. Thì các vị nghĩ cái còn đâu là phước, nhưng mà vẫn phải làm. Rồi tự động bắt đầu cái có người ta dường như là cái sự sắp xếp của một cái các vị thiện thần. Cái rồi cũng có người ta tham gia vô. Cái tôi cũng không dám mà vận động ai. Cái các vị thấy không? Thì vậy mà tôi nghĩ cái tâm mình nghĩ thiện thì cái việc thiện nó sẽ đến. Nhưng mà dĩ nhiên nó đẩy đến, việc thiện nó đẩy đến, thì trước cái thiện đó, nó phải có những cái chông gai, những cái thử thách. Coi mình có thối chí không? Coi mình có nản lòng không? Nó khó lắm cái gì. Ở đời mà mình bình thản được cái tâm mình nó khó lắm. Nhất là con người bệnh tật, ví dụ như tôi tỉa ti vậy chứ bệnh rề rề hoài. Mà khi bệnh cái thân á, nó đau nhất thì nó quạo, nó khó chịu thì nó dễ xúc chạm luôn. Ai nói gì cái tự động mình nghe. Rồi mình nghe cái nhất là người ta đánh ngay cái tâm lý, ta gọi là đánh đòn tâm lý á. Đánh đòn tâm lý ta đánh lựa ngay cái lúc có tâm lý mình nó bắp bên thì ta đánh vào. Thì cái mình nghe. Cho nên câu dạy cái sự kiện mà tu tập để làm chủ được cái thân này, làm chủ được cái tâm này thật sự không phải một số một điều. Bởi vì mình nghe rồi tham sân si mạng nghi à, người ta nói gì cũng có lý à. Mà bây giờ mình không diệt trừ hậu hoạn thì coi như là tương lai mình sẽ khổ, rồi ta cười cho nó đủ thứ. Cái sự nghi này nó đặt hàng vạn cái dấu hỏi, làm cho tâm mình bất an. Cho nên các Phật tử thấy á, vì lẽ đó cho nên vị Đức Phật bảo văn như tư, tư như tu. Bây giờ tôi không nghe gì chuyện thế gian, tôi nghe là tôi cười. Còn chỉ có Phật pháp tôi nghe là tôi tư duy. Tư duy là tôi thực tập. Mà thế gian này tôi nghe chuyện phải, chuyện quấy tôi cũng cười hết á. Vì tôi thấy đó là cái trò trẻ con rồi. Thì không có chuyện gì mà mình phải lưu luyến chấp nhất hết. Cười đây giống như nụ cười khinh khi, khinh bỉ vậy. Trong đó có tôi khinh chính tôi cũng nhiều lần thị phi ông dân ngã, cũng trò trẻ con vậy đó. Cho nên các huynh đệ thấy cái sự tu mình nó đơn giản vậy đó, mà cái đơn giản đó mà mình làm không được á
thì mình có ăn chay cho mòn răng, mình có lễ Phật cho mòn đầu gối, mình có tụng kinh cho hay đi chăng nữa nó cũng không đem lại gì hết chứ. Mà chi bằng mình nên kiểm tra từng giờ từng phút. Nhưng mà tuy nhiên mình cũng muốn đọc kinh nghe, không phải tôi nói vậy tôi biểu các chị đừng tụng kinh nha. Nhưng mà tụng kinh nó ví dụ mình tụng cái trang nào, cái dòng nào để mình thấy được cái thâm ý á, mình suy nghĩ rồi mình thực tập. Chứ không phải tụng kinh phải là trả bài. Nhiều người quan niệm đi tụng kinh để trả bài, chứ không có. Đó. Cho nên nói những cái điều mà tôi nhắc nhở cho đại chúng sáng nay đi. À, vì thời gian này thì tôi còn hơi thiệt. Nếu nói rằng bận biểu thì dường như cái số của tôi, cái nghiệp của tôi nó cứ hết chuyện này tới chuyện kia bận biểu. Bắt đầu thời gian này nó vô mùa trồng trọt. Rồi các chú thợ thì đang sửa sang chút xíu về nhà cửa những ngày cuối tuần. Cho nên đúng ra là nó không có, chưa có thời gian để tôi ngơi nghỉ. Mà để tôi điềm tĩnh lại hết mọi việc về đúng giờ đúng khắc. Mong quý vị quan hỷ cho. Nhưng mà tôi cố gắng bắt đầu từ thứ tư. Giờ không nhớ, người ta không nhớ rõ. Tự nhiên cái gì hỏi ngang đâu nhớ rõ. Thôi, giờ tới đây nghỉ ha. Rồi thứ tư tiếp. Nói cho các chị an tâm là tôi có mạnh khỏe đàng hoàng, chứ tôi không có bệnh tật gì thôi. Rồi.